Và sau đây Don xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, một nhạc phẩm mà có hình dáng chiếc áo dài trong đó. Xin mời quý vị thưởng thức hình ảnh người em không đợi. Trời hồng là gió, là biển, là hoa, là mây chiều ta. Ngày nào em đến non em cầm tay, non em màu mây, non em sao thẹn thùng. Kề tai để nói cùng anh một câu chuyện lòng. Có bao giờ xóa nhòa tà áo trắng hình dáng người em không mong chờ. Bài thơ đẹp thêm tình duyên trên non em. Rồi từ hôm ấy non em làm thơ, non em dệt mơ đã ghi trong cuộc đời hình bóng người em mà anh ngàn năm đợi chờ. Trời hồng là gió, là biển, là hoa, là mây chiều ta. Ngày nào em đến non em cầm tay, non em màu mây, non em sao thẹn thùng. Kề tai để nói cùng anh một câu chuyện lòng. Có bao giờ xóa nhòa mà áo trắng hình dáng người em không ngóng. Một bài thơ đẹp thêm tình duyên trên non em. Rồi từ hôm ấy non em làm thơ, non em dệt mơ đã ghi trong cuộc đời hình bóng người em mà anh ngàn năm đợi chờ. Ghi chờ trời hồng là gió, là biển, là hoa, là mây chiều ta. Ngày nào em đến non em cầm tay, non em màu mây, non em sao thẹn thùng. Kề tai để nói cùng anh một câu chuyện lòng. Có bao giờ xóa nhòa tà áo trắng hình dáng người em không mong chờ. Một bài thơ đẹp thêm tình duyên trên non em. Rồi từ hôm ấy non em làm thơ, non em dệt mơ đã ghi trong cuộc đời hình bóng người em mà anh ngàn năm đợi chờ. Hình bóng người em mà đón hàng năm. Hình ảnh người em không đợi của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Xin cảm ơn tất cả quý vị.